Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc ngày hôm nay đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới nước dâng cao ở thượng nguồn sông Trường Giang. Và theo một dự báo mới nhất thì một đợt mưa lớn tiếp theo ở Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trước đó, đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã phải mở hai cửa để xả lũ và Phượng Hoàng cổ trấn với hơn 2.000 năm lịch sử được cho là bị mưa lũ tàn phá. Trang Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc sáng qua đưa tin, nước này đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới nước dâng cao ở thượng nguồn sông Trường Giang. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang dự báo, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp từ lúc 14 giờ cùng ngày sẽ tăng lên mức khoảng 53.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, chỉ đến 10 giờ sáng một ngày trước đó, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 53.000 mét khối, làm phát sinh trận hồng thủy số 2 trong năm, và đến 14 giờ cùng ngày, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên đến 149,08 mét, trong khi lưu lượng nước đổ về thực tế đã đạt 56.000 mét khối trên giây, còn lượng xả là 38.600 mét khối trên giây. Căn cứ theo quy định, lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4, cấp thấp nhất trong 4 cấp nhằm phòng chống lũ. Thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử hai tổ công tác tới Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai của các địa phương này. Thông báo của Bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa, phối hợp với nhau để phòng chống lũ trên các con sông lớn. Trong khi đó, sau khi mở 3 cửa xả lũ tuần trước, hình ảnh mới nhất được hãng tin Tân Hoa Xã đăng hôm qua cho thấy đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang đã mở 3 cửa xả lũ. Theo số liệu giám sát khí tượng của Trung Quốc, từ đầu tháng trước đến nay, lượng mưa tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc đều cao trên gấp đôi hàng năm. Từ cuối tháng trước đến nay, một số nơi ở miền Tây Nam nước này, tổng lượng mưa luôn ở mức 150-350mm. Một số nơi ở Hồ Bắc, địa phương có đập Tam Hiệp và Trùng Khánh lên đến 410-447mm. Các khu vực mưa lớn ở Trung Quốc phân bố khá rộng, không chỉ các tỉnh thành phía Nam, khu vực phía Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa cũng nhiều hơn rõ rệt. Trong vòng 48 giờ tới, thành phố vốn ít mưa này cũng đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn, lũ quét, có vùng xảy ra mưa đá và các hiện tượng địa chất khác. Dự báo từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, tổng lượng mưa tại các địa phương vùng Tây Nam và Trung Hạ Lưu sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ phổ biến ở mức 120-200mm, có nơi lên đến 220-300mm. Được biết, tháng này và tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong phòng chống mưa lũ ở Trung Quốc. Gần cả tháng qua, Trung Quốc mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam bị ngập lụt. Trong đó, Phượng Hoàng cổ trấn tỉnh Hồ Nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ. Đặc biệt, từ khoảng 16 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày thứ hai tuần trước, lượng mưa ở Phượng Hoàng đạt mức 152,5mm, làm cả trấn cổ này bị ngập trong nước lũ đục ngầu. Nước Đà Giang, linh hồn của cuộc chiến này dâng cao, nhấn chìm những con đường lát gạch bên bờ, gây khó khăn cho việc đi lại. Sở khí tượng thành phố Tương Tây đã nâng mức báo động đỏ, tiến hành di tản người dân và du khách đến nơi an toàn. Cây cầu gỗ thiết kế đường cong bắt ngang sông nằm gần một con đập nhỏ ngăn giữa dòng và một bánh xe nước. Phong cảnh rất nên thơ, là một trong những điểm sống ảo hút du khách ở Phượng Hoàng, thế nhưng hiện nó như sắp bị nhấn chìm. Mực nước mấp mé, mặt cầu rất nguy hiểm, cầu tuyết hay còn gọi là tuyết kiều, một trong bốn cây cầu thuộc bộ tứ tuyết vũ trụ phong nổi tiếng của Phượng Hoàng cổ trấn đã bị cô lập bởi nước lũ, tuy vẫn được thắp sáng bằng đèn điện trong đêm. Phượng Hoàng cổ trấn được hình thành từ thời Xuân Thu khoảng năm 770 đến năm 476 trước công nguyên, nằm phía trên một nhánh sông của đập Tam Hiệp, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc, thu hút rất nhiều khách tham quan. Thị trấn cổ này của Trung Quốc không chỉ nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên mà còn về những thành quách, dãy phố, nhà cửa, gia trang, văn miếu, đền chùa có giá trị văn hóa nguyên vẹn. Điều gây ấn tượng nhất đối với du khách là những ngôi nhà cổ kính nằm dọc bên sông. Chúng mang đậm nét đặc trưng kiến trúc của dân tộc Thổ Gia, được gọi là kiến trúc điếu cước lâu.
Nhìn từ xa, những ngôi nhà như đang trôi trên dòng sông Đà Giang. Dòng sông đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân địa phương trong nhiều thập kỷ qua. Trải dài 96,9 km, sông Đà Giang là huyết mạch của cổ trấn này, đặc biệt trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Ở Phượng Hoàng cổ trấn, cứ vào 5 giờ sáng, những người dân sống trong cổ trấn này thường mang quần áo ra giặt giũ ở dọc hai bên bờ sông Đà Giang. Mặc dù hầu hết nhà nào cũng có máy giặt và máy sấy, nhưng người dân nơi đây vẫn thường giặt giũ quần áo bằng cách dùng chày đập. Tiếng đập quần áo vẫn thường vang lên giữa không gian tĩnh mịch và những buổi sáng còn mờ hơi sương. Phần lớn dân số ở Phượng Hoàng cổ trấn đều là người dân tộc Miêu và Thổ Gia, nên cổ trấn dường như không bao giờ thiếu nét đẹp văn hóa dân tộc. Trôi dọc bờ sông hoặc đi dọc những con hẻm nhỏ bằng đá, du khách dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ Miêu tộc ăn mặc trang phục dân tộc đặc trưng kết hợp với món đồ trang sức vàng bạc. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, thị trấn Cổ Phượng Hoàng đã được liệt kê vào danh sách dự kiến Di sản Thế giới UNESCO hạng mục văn hóa. Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt ở các tỉnh thành miền Nam và miền Trung của Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Nhiều người dân đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ mưa lũ có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí tượng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định, các khu vực mưa lũ lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông và Đông Nam Trung Quốc và không ảnh hưởng tới Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng đến Việt Nam. Toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản, không đổ ra biển Đông. Nói về những nguy cơ khi nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, cách Vũ Hán khoảng 70 km và sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Đập Tam Hiệp được xây dựng trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, với 3 mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Khởi nguồn của ý tưởng xây dựng một con đập lớn trải dài khắp lãnh thổ Trung Quốc đến từ Tôn Trung Sơn, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã sớm đề xuất ý tưởng về con đập này vào thời gian đầu của năm 1919. Một bài báo mang tiêu đề Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp đã tường thuật lại ý tưởng này của ông. Theo đó, ông mong muốn xây dựng một con đập vừa để kiểm soát lũ tại sông Dương Tử, vừa nhằm thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 1994 và năm 1995, dự án này mới được bắt tay vào nghiên cứu thực hiện. Năm 2012, con đập trị giá 26 tỷ đô la Mỹ với chiều cao gần 185 m, chiều dài 2.335 m chính thức hoạt động đầy đủ công suất và được coi là thành tựu lớn của Trung Quốc. Mặc dù tin đồn rằng đập Tam Hiệp có thể nhìn thấy từ ngoài không gian là không chính xác, nhưng con đập này thực sự rất to lớn. Các kỹ sư cần tới 510.000 tấn thép để xây dựng con đập khổng lồ này. Số nguyên vật liệu nói trên đủ để xây dựng hơn 60 tháp Eiffel. Đập Tam Hiệp cung cấp năng lượng cho hàng triệu người sử dụng từ 34 máy phát điện khổng lồ, tạo ra sản lượng điện khoảng 88 tỷ kWh mỗi năm. Con đập này tương đương với một nhà máy phát điện có khả năng tiêu thụ 25 triệu tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than. Đập Tam Hiệp được cho là giúp ngăn ngừa mối đe dọa lũ lụt cho người dân ở lưu vực sông Dương Tử và hàng triệu hecta đất canh tác nông nghiệp ở đồng bằng Giang Hán. Mặt khác, dự án đập Tam Hiệp nằm trên tuyến đường thủy quan trọng, kết nối hàng loạt thành phố lớn như Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Kinh hay Thượng Hải. Dự án sau khi hoàn thành giúp tàu thuyền đi qua khu vực an toàn hơn. Tàu thuyền lớn từ thành phố Thượng Hải ở bờ biển Hoa Đông có thể di chuyển hơn 2.000 km để đến Trùng Khánh. Năm 2015, thang nâng lớn nhất thế giới được đưa vào vận hành tại đập Tam Hiệp, giúp đưa tàu nặng đến 3.000 tấn đi qua con đập để tiếp tục hành trình trên sông Dương Tử. Bên cạnh đó, con đập còn có hệ thống giúp đưa tàu thuyền lên đến 10.000 tấn đi qua đập. Dù mang lại nhiều lợi ích cũng như được ca ngợi là thành tựu lớn từ Trung Quốc về xây dựng, đập Tam Hiệp cũng vướng phải rất nhiều tranh cãi. Một trong những tranh cãi lớn nhất liên quan đến đập Tam Hiệp là mức độ thiệt hại mà công trình này gây ra cho môi trường. Ước tính rằng 70% nước ngọt tại Trung Quốc bị ô nhiễm và con số thực tế còn có thể lớn hơn. Con đập nằm trên đỉnh của các cơ sở xử lý chất thải cũ và những cơ sở chưa khai thác.
Chưa kể, 265 triệu gallon nước thải thô đều lắng đọng tại đáy sông Dương Tử mỗi năm. Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là ngôi nhà của 60.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật sống trên cạn. Con đập không chỉ ảnh hưởng đến các loài này mà còn ảnh hưởng đến cả môi trường sống của chúng. Xói mòn, hồ chứa gây ra lở đất và thậm chí đã đe dọa một trong những khu vực ngư nghiệp lớn nhất thế giới trên Biển Đông. Con đập lớn đến nỗi nó đã tạo ra một vùng khí hậu nhỏ riêng biệt đe dọa hệ sinh thái của khu vực. Thứ hai, khi dự án được tiến hành, 1,2 triệu người dân Trung Quốc đã buộc phải di rời và tìm chỗ cư trú mới. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang di cư người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ có thêm hàng trăm ngàn người rời khỏi khu vực này trong những năm tới. Thứ ba, sự di chuyển của khối lượng nước khổng lồ ở đập Tam Hiệp đã khiến trái đất quay chậm hơn so với quan tính. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu. Theo các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, sự di chuyển của khối lượng nước lớn như trên sẽ làm ngày dài thêm 0,06mm trên giây, khiến trái đất hơi tròn hơn ở giữa và phẳng hơn ở đỉnh. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2cm. Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, đến nay nhiều nghi vấn đang được đặt ra trước khả năng kiểm soát lũ của con đập này. Từ đầu tháng trước, Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ khiến nhiều vùng trên cả nước chịu thiệt hại. Dư luận Trung Quốc đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá 26 tỷ đô la Mỹ. Khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh sông ở thượng nguồn dâng lên trên mức nguy hiểm. Theo thông tin từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố, các đợt mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Nam nước này xảy ra liên tục từ đầu tháng trước đến nay đã làm 108 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 15.000 lượt người bị ảnh hưởng, 979.000 lượt người phải di rời khẩn cấp, hơn 120.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 27,7 tỷ nhân dân tệ, ước tính khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã có 22 người chết, 12 người mất tích trong trận mưa lớn bất ngờ xảy ra vào cuối tháng trước. Bộ Thủy lợi nước này cũng đã phải ra thông báo về việc nước lũ làm cho mực nước của 15 con sông tại khu vực này vượt mức báo động. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã có khoảng 210 con sông, mực nước vượt quá mức báo động, nhiều hơn cùng kỳ các năm trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!